Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì em có một số phần lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Thì các bác đặt hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại là 086 882 5909. Các bác có thể gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng qua số điện thoại này nhé. Thì hôm nay em vẫn có hạc đỉnh này và cái lan bạc diệp nhé, một ít lan bạc diệp thôi cả. Rồi là lan hài, hài gấm thì mới về được khá khá, lan hàng cụm đấy các bác nhé. Thì lan em chia thành các phần như này. Hình số 1 này là cái lan hạc đỉnh trắng nhé các bác nhé. Hạc đỉnh trắng củ rất là to nhé, hoa màu trắng các bác ạ. Nguồn gốc là vùng Sơn La nhé. Đây là cái mầm này, hình số 1 này, rất là to và dài nhé. Những cái củ hạc đỉnh này về các bác chăm ấy, luyện nó sẽ to như cái cổ tay luôn, như cái cổ tay của em này. Cây nó to lắm cả. Những cái củ rất là to cả. Đây là củ dạng này là dạng tiềm năng, mình phải chăm tiếp nhé các bác nhé. Đấy, mỗi một hình hạc đỉnh trắng này thì em để với giá là 180.000, hình số 1 180.000 nha các bác nhé. Đây, các bác lên trồng vào cái chậu to nhá, khi nào cái mầm này nó mọc lên là nó phình ra rất là to đấy. Mà các bác nào nhân giống ấy thì các bác tách ra từng củ riêng biệt một, đấy, nó sẽ ức chế, nó sẽ mọc ra những cái mầm khác nhá. Đấy, không thì để cả cụm cho nó đẹp. Hình số 1 180.000, hình số 2 cũng thế nhá, hạc đỉnh trắng. Những cái mầm này nó gãy thì nó sẽ ra những mầm khác nha các bác nhé. Cái mầm tuy nó hơi đen đen nhưng mà nó sẽ lên mầm khác được. Cái hạc đỉnh này nó khỏe lắm. Kể cả cần hoa của nó đen đen thôi nhưng nó vẫn lên được. Hạc đỉnh trắng, đấy, củ như này. 180.000, hình số 2. Đây, hình số 3 cũng 180.000 nha các bác nhé. Đây, có những củ rời này thì trồng riêng ra một cái chậu khác này. Củ nó sẽ về mình chăm tốt thì sẽ to nha các bác nhé. Đấy, về các bác mua về làm giống rồi. Qua cái mùa hoa của nó rồi. Hình số 3 180.000. Hình số 4 cũng củ hạc đỉnh trắng nhá. Đấy, đấy, những củ nhỏ, những củ nhỏ như này và những củ bình thường như này, những củ kia nó to hơn đấy. Nhỏ thì được nhiều giống hơn nha các bác nhé. Hình số 4 180.000. Hình số 5. Hình số 5 là 180.000 nha các bác nhé. Đây, đây mầm nó lên này, cao như này may vẫn giữ được này, này và cụm như này, này, củ như này, 180.000 hình số 5. Sang hình số 6 là hạc đỉnh vàng nhé các bác nhé. Hạc đỉnh vàng hôm nay có ít thôi, chia sẻ với các bác cũng khá khá rồi, còn từng này nữa. Một cụm này em để với giá là 150.000 mỗi hình nhé. Hạc đỉnh vàng một cụm như này 150.000, và cái mặt hoa của lan hạc đỉnh vàng đây nhé các bác nhé. Đây, em đã quay luôn cho các bác xem cái mặt hoa của lan hạc đỉnh vàng đây như này, rất là sai hoa nhé. Cây này em không hề trồng, em vẫn ngâm nước để cho nó lên hoa đấy. Mỗi lần làm video thì quay cho các bác làm mà chưa biết thì các bác xem luôn cái mặt hoa của lan hạc đỉnh vàng đấy, rất rực rỡ và đẹp đấy. Cần hoa dài nhé và sai hoa nhé. Đấy là cây còn kiểu vứt vã vứt vật đấy, rất là dễ sống nhá. Cái loại hạc đỉnh này, tất cả dòng hạc đỉnh các bác cứ trồng đất rơi xốp cho em, không phải cầu kỳ gì cả, không phải kích kiếc gì cả nhé. Đây, một loại dễ sống mà hoa lại đẹp. Hạc đỉnh trắng hoa cần hoa nó còn dài gấp đôi như thế này, hoa màu trắng. Hạc đỉnh vàng này mỗi phần em để với giá là 150.000, hình số 6 150.000. Hình số 7 cũng 150.000 nha các bác nhá. Đây, cái củ này nó to hơn thì được ít hơn nha các bác nhá. Cái củ to như này này, đây. Hình số 7 150.000. Cái này nó rất là dễ ra mầm nhá. Mặc dù những cái mắt của nó có thể bị lát đi nhưng mà những cái chỗ khác nó sẽ đâm ra nha các bác nhá. Đây, xung quanh cái phần thân củ này này, dạ hành của nó này, này. Hình số 7 150.000, hình số 8 150.000. Cái làn này rất là dễ sống rồi. Hình số 8 đây có 5 củ như này, như cái hình số 8 150.000. Em sang hình số 9 là lan bạc diệp nhá. Hôm nay thì em nhổ được một ít lan bạc diệp này, cũng chia làm cái hình nhiều cho các bác mua về sưu tầm. Thì đóng mỗi phần 50.000 thì không bỏ công đóng tiền băng dính với bìa các bác ạ, mất công lắm. Em bán mỗi phần này thì em bán với giá là 150.000 các bác nhá. Rất là nhiều giống và nó đang có mầm nhá, mầm tất cả mầm và rễ là vẫn còn nguyên si này. Đây, em đi lấy được một ít thôi thì em giữ về nó được như thế này đấy. Và có một số cây thì em đã gieo lên trồng của nó lên được rồi thì em mới chia sẻ cho các bác nhá. Đấy, nó sống đấy. Đây, tất cả đều có mầm hết nhá. Đây, một hình này là 150.000, được một chậu rất là lớn nhá. Những cái củ bạc diệp này về các bác chăm tốt thì nó to, to phải gần, có củ to gần bằng nắm đấm đấy các bác ạ. Đây,
về còn phải chăm tốt cơ. Bạc diệp này rất là dễ trồng nhá, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được, đều ra hoa. Và hoa của bạc diệp thì như đợt trước video em quay đấy, hoa màu vàng nhá, cần hoa dài ngoẵng lên tầm khoảng mét nhá, rất là đẹp. Người các bác trồng dày mà cho cần hoa nó lên và chơi vào dịp Tết thì quá tuyệt luôn ạ. Kia bạc diệp này lại ra hoa vào dịp Tết các bác ạ, Tết âm lịch ạ. Đây, hình số 9 là 150.000 nhá. Đây, có mỗi hai hình thôi. Hình số 10 cũng là 150.000. Đây. Có củ này nhìn nó sida này thôi nhưng mà nó lên mầm hết đấy nhá các bác nhá. Đây, mầm dưới này này. Sống hết này, cây này nó rất là dễ sống. Các bác muốn nhân giống thêm ấy, các bác cứ cắt ra riêng ra từng củ một này. Các bác nhân giống ra nhiều hơn này. Tại nó mọc dây dây như lọng mà. Đây, em cắt ra từng củ một này, có những củ em gieo này, này dễ rớt ra hết này, nó rất là dễ sống. Đây, hình số 10, 150.000. Hình số 11. Hình số 11 em sang hài cookie nhá các bác nhá. Hài cookie thì một phần này gồm 3 cụm rất là đẹp này, hàng cụm luôn các bác nhá. 150.000 hài cookie này. Lá như này, xanh tươi. Hôm nay có được một tí tẹo teo hài cookie thôi. 150.000 các bác. Đấy. Một phần như này 150.000, hình số 11. Hai cookie, tại vì nó là hàng rẻ mà không bán giá lẻ được. Như này các bác trồng một chậu lớn rất là đẹp này. Hình số 12 em sang hải táo nhá. Hải táo cũng là 150.000 đấy, tàn cây to đấy nhá. Cây trưởng thành to luôn đấy, hàng găng tay luôn các bác nhá. Đấy. Tàn cây to luôn đấy, em xếp này. Xếp nó không được đẹp thôi nhưng mà đây này các bác này, đấy. Nhìn thế này là được một chậu rất là to rồi đấy. Cây to nhá, đây. Đấy, nhìn cái ngón tay của em này. Đấy, hai ngón tay cái luôn. Cây rất là to, bản lá to nhá. Em đã cắt tỉa gọn gàng, lá úa, dập láp các thứ rồi các. Đây. Hàng rất là đẹp, xanh tươi cho các bác. Hình số 12, 150.000 đấy. Bán rất là rẻ, có những lời người ta bán một cây như thế này nó mười mấy 20.000 một cây cơ các bác ạ. Đấy. Hình số 12, 150.000 đấy. Hình số 13 em sang hài giáp nhá. Hải giáp thì em vẫn để một phần 50.000 thôi. Đây, đây những cây hải giáp trưởng thành rồi nhá. Bản lá to nhá. Hải giáp đây. 50.000, hình số 13. Các bác mua về sưu tầm. Đây đang ra mầm này. Đây. Hình số 14 cũng là hải giáp nhá. Hải giáp đây, cũng là 50.000. Hải giáp 50.000 đấy các bác xem. Hình số 14 hải giáp. Hình số 15 sang hải mốc hồng nhá. Hải mốc hồng thì hôm nay có một phần thôi, được như tí đạo teo vậy. Nhưng mà tán cây đẹp thôi, trưởng thành to này. Hải mốc cũng 50.000 một phần nha các bác nhá. Đây, những cây da mèo đây này. À, ra hoa tàn rồi. Đây ạ, rất là cứng cáp, xanh và đẹp. Đây. Hình số 15, 50.000. Em sang hình số 16 nhá. Hình số 16 là lan hải gấm nha các bác nhá. Lan hải gấm thì mỗi phần em chỉ để 120.000 thôi, 120.000 đồng. Và đây toàn là hàng cụm như này nhá. Về các bác chỉ đặt nổi lên giá thể nhá. Các bác có thể trồng bằng đá thấm thủy hoặc vỏ thông hoặc dấn vụn đều được nhá. Nếu mà có đá thấm thủy trồng được thì rất là tốt nhá. Mà các bác có nhu cầu về đá thấm thủy thì liên hệ với em nhá. 10kg 200.000 bao ship toàn quốc nhá. Đá thấm thủy các bác chọn cái đá tảng ấy. Còn đây là cái mặt hoa của lan hải gấm này, rất là sai hoa nha các bác nhá. Đây của em có 5 bông nhưng những bông này nó khá còi ấy. Tại vì cái cây của em là cây xấu, em giữ lại tại vì không cái cây nó cụt hết rễ rồi các thứ rồi thì em giữ lại em trồng thôi, và giờ nó cũng ra được hoa này các bác này. Hoa nó rất dễ sống nhá. Đây 5 bông hoa hải gấm nhá. Đây là mặt hoa của lan hải gấm màu vàng, hoa rất là to nhá. Nhìn cái ngón tay của em thì biết, đây ngón tay cái đây, hoa rất là to nhá. Những cây này lực yếu, cây to cây nó lực khỏe hơn thì hoa còn to hơn cơ. Đấy. Các bác xem đây, như này về mùa này đang là mùa hoa của hải gấm nhá. Có những cây nó sẽ ra hoa rồi và có những cây nó chưa ra hoa. Đây một phần thì có 120.000 là các bác là có được cái giống hoa rất là đẹp rồi. Đây đây ngồng hoa này đấy, ngồng hoa đây, nó có ngồng hoa đấy, có cây nó chưa ra ngồng hoa nhưng có cây đã ra rồi đấy. Đây ngồng hoa này đấy. Ngồng hoa cao thì nó khó giữ hơn nhưng ngồng hoa thấp như này thì nó giữ được này đấy. Một phần có 120.000 thôi là các bác có một cái giống hoa, giống lan đẹp mà hoa như thế này rồi đấy. Về là chơi luôn, cứ tưới tắm bình thường ạ.
Các bác lưu ý là lan có thể về nó hơi héo một chút thì các bác đừng vội tưới nước nhé, để cách một ngày một đêm để cho nó thích nghi với điều kiện khí hậu xung quanh ấy. Sau rồi đó thì các bác tưới khoảng 2 hôm nó sẽ hồi lại, lá lại cứng đanh lại thôi. Hải gấm rất là dễ sống, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được nhé, và ra hoa bình thường. Có rất nhiều khách của em trước là đặt mua là đã ra hoa lan hải gấm và gửi hình ảnh cho em rồi. Hình số 16 120.000, hình số 17 cũng 120.000 nhé. Đàn cụm như này thôi. Đó này tần cụm đây, đây. Cụm như này. Hải gấm thì rất là dễ sống bạn. 7 120.000. Hình số 18 120.000 nhá các bác nhá. Đấy. Em cũng không để ý ngồng hoa thứ đâu bạn. Nó ẩn lấp này đây, ngồng hoa thứ này. Đấy. Mèo này, có mèo hết. Đây cũng có mèo này. Có cái mèo bé thì chưa để ý lắm bạn. Trơn trước thì cũng không để ý cả. Nói chung là bây giờ bán lô xô thôi. 18 120.000. 19 cũng 120.000 nhá các bác nhá. Đây. 120.000 đàn hàng cụm như này thôi, không có hàng lẻ. Rất giá cả rất là phải chăng. Cụm như này gấm thi thoảng mới về được những lô nhiều, cái đợt trước đặt mãi mà không có các bác ạ. Cái lan hải gấm này nó không nhiều như thằng hải giáp với hải dâu, Cookie Entry thì đặt phát hôm sau có luôn, nhưng mà thằng hải gấm này đợi rất là lâu. 19 120.000. 20 cũng 120.000 nhá. Cụm này một dè như này đấy. Dè này nó bám ở đá nó như thế này này đấy. Nó bám đá như này này đấy. Các bác về trồng chéo chéo như này một chút này. Đây có ngồng hoa này. Có mèo bạn. Có mèo hoa đấy. Sẵn rồi đấy. Mèo hoa này thì chưa biết là giữ được không, nhưng cái mèo hoa này thì chơi được bạn. Trong này cũng có mèo hoa này đấy. Về chơi hoa luôn nhá. Hình 20 120.000 đấy. Hôm nay thì em có từng đấy phần lan thôi. Các bác mua gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác ạ.